Rồi, chào mọi người trở lại với Hiển Mỹ Cày, kênh chuyên chia sẻ những cái thức mới nông nghiệp cũng như là kinh doanh các loại máy nông nghiệp cũ mới. Thì video ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho mọi người về cái dòng hai cái chiếc, không phải là dòng nữa mà là hai cái chiếc John Deere 5310 màu cầu. Thì những cái loại này thì chỉ sử dụng chủ yếu ở cái vùng đất khô thôi. Ví dụ như Đồng Tháp mình sẽ có Tân Hồng nè, sẽ chia sẻ riêng hai cái chiếc máy này cho mọi người. Còn những cái vùng khác thì sẽ chia sẻ những cái chiếc hai cầu khác, và phía bên trên kia thì là những cái chiếc hai cầu, phía đó thì là những cái chiếc hai cầu. Còn bây giờ là mình nói riêng về cái phần mấy cái chiếc 5310 một cầu này. Thì mấy cái này những cái anh nào mà đang sử dụng thì đã biết quá rõ về cái thông số cũng như là về cái con này nó chạy sao rồi. Bây giờ mình sẽ đi vài vòng để mọi người biết là ở đây đang có máy, anh em nào gần khu vực này thì có thể đến để mà mình xem, mình test thử máy 5310. Thì chiếc này anh chị nào mà không biết thì nó sẽ là 55 mã lực đó nha, 55 mã lực và nó một cầu. Số thì nó sẽ có 9 tiếng 3 lùi, 9 tiếng 3 lùi. Và với mấy cái con này thì dòng sau này của nó là 5055 đó. Trước là 5310 và sau là 5055. Mấy cái chiếc này thì hiện tại cái bánh sau của nó đang mà zin nó sẽ mang 169, 169, 28. Còn hiện tại là bánh này nó đang vừa thay xong là 184, 184, 28. Dàn sới thì thường 5310 mình nó sẽ mang 2m3, 2m2, 2m2, 2m5, 2m3. Đoạn này mình chỉ quay ngắn cho mọi người xem thôi, tại vì đây là những cái con máy qua sử dụng mà màu cầu. Còn bên kia thì cũng có một cái, đây là cái địa chỉ nha, địa chỉ để mọi người nếu mà ai ở gần thì đến có thể xem máy được. Đây là khu vực phía sau. Còn đây là một chiếc 5045, 5045 hai cầu, máy qua sử dụng luôn. Mấy chiếc này thì nó sẽ là một cầu. Chiếc một cầu này thì trước thì xem dàn lông trước ha, rồi ai muốn xem thực tế lại coi lại xem động cơ, lại xem dàn hơi. Nó còn nguyên à, chẳng qua nó bị chạy, bị xước, bị sơn lại thôi, chứ cái sườn nó còn nguyên. Đây phía sau đít nó, chứ bên kia nó đang nổ. Ai mà vừa đang chuẩn bị khởi nghiệp á thì có thể tìm đến những cái chiếc này, giá cũng dễ chịu. Quên tắt chìa khóa. Mấy chiếc này là cơ không mà nên mình không có điện đài, nên mình làm những cái video nó không cần phải test điện đài các thứ, mất thời gian mất công. Xuống đây thì chỉ test những cái vị trí mà nó động cơ nổ ok hay không, rồi ben bọng có tuột hay không, sới có ổn hay không. Rồi đây là hai cái chiếc máy mình muốn chia sẻ cho mọi người một cái đoạn video ngắn thôi. Rồi video sau thì mình sẽ chia sẻ về những cái thông số, thông tin khác cho những anh chị mà chưa biết về những cái dòng máy khác. Còn với những cái dòng máy này thì chỉ những người mà đã xài rồi, những người mà biết á thì người ta mới quan tâm và để ý tới thôi. Rồi video sau sẽ chia sẻ những cái con máy này, con máy Ford nè, 5045 nè, đây là cái địa chỉ nha.
người có thể đến cái địa chỉ này để hoặc là liên hệ cái số điện thoại này, địa chỉ và số điện thoại này. Đây là khu vực phía sau mình để máy cho nó mát mẻ, còn phía showroom phía trước là những cái con máy mới 100% của những cái thương hiệu, ví dụ như Jeter, Mitsubishi. Đây đó, trên kia là những cái con hai cầu, thì để chia sẻ cho mọi người sau. Rồi bây giờ xin phép xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau nha.